Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật một ít món đồ tại shop nha, cho anh em tham khảo ha. Thì đây là cổ Titan nha. Cổ Titan này là của T-Rex nha anh em ha. Đây là cổ T-Rex nha anh em. Đó, cổ T-Rex nha. Anh em thấy rõ không? Đó, cổ T-Rex, đường hàng, mũi hàng T-Rex nha anh em, cổ Titan ha. Đây là cổ 3251 nha anh em, đúng không? Đó, đây là cổ 3251. Thì cái này có của Raider Sachia và Sonic nha anh em ha. Đó, thì mũi hàng của T-Rex thì anh em cũng biết rồi ha. Nó mũi hàng mũi tên ha, rất là đẹp, rất là sắc sảo nha. Đó, thì một cái cổ này là 1.4 nha anh em. Cổ T-Rex Winner Sonic Raider 1.4 một cây nha. Cổ Titan size 3251. Đó, đúng không? Đây thì mình chỉ bỏ mẫu cho anh em coi thôi, đúng không? Bỏ mẫu cho anh em xem, bởi vì mình rất là nhiều ha. Đây là cổ mình rất là nhiều này, đúng không? Đó. Và đến lon CBR rất leo ha. Thì lon CBR này nó có hai loại ha. Thì một là của 46. Đây, đây là CBR rất leo nha anh em. Đó, mình quay có một mình cho nên hơi khó nha anh em. Đây lon CBR rất leo. Lon này là 1.250.000 một lon nha anh em. Nó có 38 và 46 nha. Đây, lon này lon 46. Còn lon 38 thì ở phía trên kia nha anh em ha. Đó. Lon 46 hoặc 38 thì mình có đủ hết ha. Và mình chuyển qua phần dòng sinh dĩa nha. Thì lấy hết dòng sinh dĩa đây. Mình đang có một lô hàng ha, là dòng sinh dĩa 7075. Cho tất cả các loại xe như là ẹt, cái này là của ẹt nha anh em. Ẹt 150. Thì nó có bao gồm là màu đen, màu xám titan và màu bạc nha anh em. Đúng không? Đó, màu xám titan, màu bạc và màu đen. Đúng không? Đó, rất là đẹp ha. Thì mình về số lượng rất là nhiều, đúng không? Thì cái này thì bao gồm Raider size 39, Winner Sonic là 42, 43, 44, đúng không? Và ẹt 150 là mình có 42 và 43 luôn. Thì anh em xài nhông thì anh em xài nhông Retro nha anh em. Đúng không? Đó, nhông Retro, đúng không? Đây, nhông Retro đủ các loại ha, mình có đủ các loại nhông cho anh em luôn. Từ 14, 15, 16 nha. Đúng không? Và sên, sên thì anh em kết hợp nhiều loại tùy anh em muốn. Ví dụ như nếu như mà tính sên theo thứ tự nha anh em. Đó. Thì đây là sên TFX ha. TFX và sên DD và sên Retro và sên Red Leo, đúng không? Thì mình sẵn đây mình sẽ báo giá luôn cho anh em ha. Thì còng sên này của TFX thì mình sẽ bán 5.2. Còng DD thì mình bán 500k. Và còng Retro thì mình sẽ bán 300 và còng Red Leo mình bán 200 ha. Thì anh em có thể kết hợp với cho mình cho những cái dĩa này ha. Dĩa này thì mình bán 450 cho anh em ha. Đó, 450 cho anh em ha. 450 đồng giá cho anh em dễ mua ha. Đó, thì 450 một cái dĩa nha. Một dĩa nhôm 7075, đúng không? Thì anh em từ cổng vào thôi nha. Cái này ví dụ như phun bộ này đi, đúng không? Phun bộ này với nhông đi, 450 với 520, 450 còn 520 là 907 với cái nhông 80.000 nữa nha anh em ha. Đó, đúng không? Thì mình sẽ làm một cái link ở dưới cho anh em đặt hàng ở xa. Đó, nhông sinh dĩa thì mình rất là nhiều nha, đúng không? Nhông sinh dĩa nhôm 7075. Đó, số lượng thì bao la nha anh em ha. Đó rồi, mình sẽ chuyển qua vân phuộc. Thì phuộc hôm nay thì mình sẽ review cho anh em xem mẫu phuộc DB Highline ha. Mẫu này là mẫu mới nhất của Rangson Boy nha. Đây, đây là một cái phuộc Rangson Boy. Thì trong hộp này nó còn bao gồm là đây, sổ ha, sổ Rangson Boy này, đúng không? Sổ hàng chính hãng. Thì cái này mình bảo hành một năm nha anh em, bảo hành một năm cho anh em chơi. Thì hiện tại nó có 3 dòng: ẹt 150, ẹt 135 và Winner Sonic ha. Mình có thể lắp ra được 4 xe. Đây, thì lúc mà mua thì anh em sẽ được tặng những cái món như vậy, tem ha, đó, sổ bảo hành
và cây tăng chỉnh phuộc. Lần này thì làm cây chỉnh tinh, cây tăng chỉnh phuộc này nhìn nó rất là đẹp cho anh em và rất là sắc sảo ha. Và mình sẽ chuyển qua như là nẹp và bát cho anh em đầy đủ ha. Và đây là một cây phuộc răng sinh bo chính hãng. Cái này là đó, đúng không? Anh em có thể xoay 360 ha. Đây, ví dụ như anh em muốn xoay bình dầu thì xoay ha. Em muốn xoay anh em đây. Mình sẽ quay cho anh em xem. Anh em muốn xoay bình dầu thì anh em xoay ha. Đó, xoay được 360 luôn nha anh em. Đó. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Đúng không? Và núm tăng chỉnh này ha. Đây là núm tăng chỉnh nha anh em. Cầm cho anh em. Đó, núm tăng chỉnh nha anh em ha. Đó. Đó ha. Đó. Và ri bao luôn nha. Đúng không? Đó. Phuộc 360 nha. Thì cây phuộc này là giá của nó là 5x nha anh em. Anh em muốn giá tốt thì cứ inbox hoặc là nhắn tin Zalo Facebook cho mình thì mình sẽ có luôn luôn có giá tốt và ưu đãi cho anh em ha. Thì đây là cây này là của E150 nha anh em. Đó. E150. Màu của nó là DB Highlight. Màu đen tí vàng ha. Đó là của E150 ha. Thì mình sẽ để riêng ra này ha. Đó. Thì cái này lúc mà anh em mua phuộc thì mình sẽ bảo hành cho anh em 1 năm ha. Và có luôn một cái lò xo tặng ha. Đúng không? Đó. Đúng không? Rất là đẹp nha. Và đây là cây đây. Đây là một cây phuộc của Sonic và Winner ha. Sonic Winner mình xài chung. Thì nó cũng tương tự như cây của E150. Cũng đầy đủ nha anh em. Đây, cái phuộc của nó như vậy, mình sẽ quay trực tiếp và cận cảnh cho anh em xem luôn. Đúng không? Nhìn nó rất là xịn xò này. Đó. Phuộc đen tí vàng ha. Hai tăng chỉnh ri bao và tăng chỉnh phuộc. Đúng không? Tí rất là lớn, làm tí vàng luôn nha anh em. Đó, tí vàng ha. Phuộc RCB chính hãng thì mình sẽ bán RCB chính hãng cho anh em ha. Đó. Rất là sắc sảo nha. Mình có thể quay được 360 luôn ha. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Và luôn luôn thì những cái phụ kiện tặng theo là như là bát phuộc, kẹp phuộc và tí phuộc nha anh em. Xin lỗi anh em, lò xo phuộc ha. Đầy đủ hết mọi thứ cho anh em. Đó. Thì đây là cây Winner. Đúng không? Cây Winner. Và mình có luôn của F135 nha anh em. Thì F135 là bên kia ha. Thì cái một F135 thì nó cũng giống như cây của F150 ha. Đó. Thì phuộc mình rất là nhiều ha. Anh em xỉ lẻ thì cần thì mình cũng có bỏ xỉ cho anh em luôn nha. Đây, phuộc của mình đây ha. Số lượng thì bao la. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua là một cái hàng rất là hot và rất là bị cháy hàng rất là nhiều lần ha. Thì đây là đây là phuộc xin lỗi anh em, đây là tay thắng RCB bên dầu rồi ha. Thì hiện tại mình có được 4 màu là màu xanh, màu đen, màu bạc và màu xám titan. Đây. Đúng không? Đây là màu xanh này. Màu này thì nó hơi độc lạ một chút ha. Để em lấy đi. Màu này thì hơi độc lạ một chút nha. Đúng không? Đó. Hơi độc lạ một chút nha anh em. Đây, đây là màu xanh. Và màu đen. Đúng không? Hơi độc lạ một chút nha. Màu xanh. Màu đen ha. Đó, màu xanh, màu đen và màu bạc ha. Đó. Và một cái màu xám titan nữa nha anh em. 16 màu xám titan thì nó 17mm ha. Đây, màu xanh. Hơi độc lạ ha, xanh GB. 14mm nha anh em. Tay màu đen này cũng là 14mm luôn ha. Và tay 10 bạc màu bạc cũng là 14mm ha. Đúng không? Thì cái này thì mình cũng đã review và giới thiệu cho anh em nhiều rồi. Cái này thì mình quay xem để cho anh em biết nó về hàng thôi ha. Đó, thì tay này tay 17. Rất nhiều anh em đang kiếm này ha. Tay 17 này anh em ha. Đó. Đúng không? Đó. Đúng không? Đó. Đúng không? Đó. Đây, tay thắng của mình còn cái này mình hôm bữa mình về được 50 tay. Mình bán bây giờ còn khoảng được 20 mấy tay thôi ha. Thì đó, nó sẽ còn số lượng nó như vậy ha. Ở phía trong, đây.
vào đây ha.